Xin chào quý vị khán giả, lúc này thì tôi đang có mặt tại không gian bể bơi vô cùng hấp dẫn phải không ạ? Nhưng chúng tôi không phải hướng dẫn quý vị tập bơi mà sẽ là chuỗi các bài tập tại bể bơi. Nhưng mà để chúng ta có thể rèn luyện được sức khỏe, dùng lực của nước để làm kháng lực cho bài tập của chúng ta trở nên hiệu quả hơn, chúng ta hãy cùng bắt đầu với huấn luyện viên Emma Mã Trang. Ok, ngay sau đây mình sẽ đi cùng bài tập nhé. Nào, động tác đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng này, bàn tay, thắt các ngón tay vào để chúng ta có thể tạo thành một mái chèo bằng bàn tay của mình. Rồi gạt nước sang hai bên, sau đó ôm lại, mở ra đẩy căng ngực lên, ôm lại đi, khom lưng lại, đúng rồi. Hít vào và thở ra. Ok, rất là tốt. Động tác số 2 chúng ta sẽ đi một tay nè, một tay giấu phía sau. Nào, gạt sang, nhớ phần mái chèo của mình, rồi lật bàn tay gạt về, đúng rồi. Xoay cả phần eo của chúng ta, gạt sang, hít vào, thở ra đều đặn. Khó hơn một chút, hai tay mình tạo thành mái chèo này. Gạt sang này, gạt sang này. Để tăng độ khó, mọi người có thể móc với ngón tay vào với nhau, tạo thành một mái chèo lớn hơn, sẽ tăng lực nhiều hơn. Đẩy thêm cả gối, hít sâu thở đều, đúng rồi. Chúng ta tập vào phần thân trên, cánh tay, ngực và hai bên eo của mình. Ngay sau đây chúng ta sẽ khép chân lại. Hai tay của mình khép lại, đúng rồi, hạ xuống, rồi đẩy lên. Tốt, lật úp bàn tay lại, gạt xuống, đúng rồi, đẩy lên theo đường thẳng này, gạt xuống chéo sang hai bên. Hít sâu và thở đều, mình có thể nhún người lên một chút để tay của mình sâu ở dưới nước hơn, lực sẽ mạnh hơn, tốn nhiều calo hơn. Ok, động tác cuối cùng, nào chúng ta cùng di chuyển sang bên phải. 1, 2, 3, 4, sau đó nhảy lên để kéo gối lên. Tiếp tục, 1, 2, 3, 4. Mình cùng ghép nhạc nhé. Ok, động tác đầu tiên, nào mở tay, gạt nước sang hai bên, đúng rồi, sau đó ôm lấy, hít vào và thở ra, nhớ là mở ngực, các chồng tôi bảo bài, ôm lại, ôm lấy, cố gắng mở ngực. Ok, một tay nào, gạt ra phía ngoài. Sang bên cạnh, 1, 2, 3, 4, nhảy lên 2 lần, rồi 1, 2, 3, 4, kéo gối về phía trước. Nào tránh ngay, 1, 2, 3, 4, rất tốt. Là đi hồ dưới nước rất tuyệt vời đúng không ạ? Lần cuối cùng, 1, 2, 3, 4. Yeah. Thêm sáng tạo, thêm những điều mới mẻ, chắc chắn là chúng ta sẽ có thêm nhiều nguồn năng lượng hơn, nhiều những sự hứng khởi cho những ngày mới. Xin cảm ơn.